Hello, xin chào 500 anh em. Xin chào tất cả anh em từ năm 2019. Và đây là số đầu tiên của mình lên hình trong năm 2019. Thế nên xin chào anh em và chúc anh em một năm 2019 thành công, sức khỏe và rất nhiều may mắn. Và như các bạn đã thấy ngay phía sau tôi đây có tới hai chiếc Mini Coupe đời 2019. Và trong cái video này tôi sẽ gửi đến các bạn bài review nhanh, khám phá những chi tiết nổi bật và đẹp trên chiếc Mini Coupe đời 2019 vừa được đưa về Việt Nam bởi tập đoàn Thaco. Hiện tại thì Thaco đang phân phối chính hãng Mini và BMW, và trong năm 2019 thì BMW sẽ được lắp ráp chính hãng tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam nhé. Nhiều khả năng là sẽ cùng khu nhà máy với Mazda và Kia tại Chu Lai. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những chiếc Mini 3 cửa và 5 cửa đang ngay phía sau mình. Và ngay trước mặt anh em chính là bộ đôi Mini Coupe 3 cửa và 5 cửa phiên bản 2019, và đây là bản Cooper S. Sau khi đăng ký thì nó sẽ có giá rơi vào khoảng 2 tỷ đồng tiền Việt Nam. BMW chưa công bố giá bán chính thức của Mini Coupe đời 2019. Tuy nhiên nếu mà tính theo đời cũ thì nó sẽ ước chừng sau khi đăng ký là khoảng 2 tỷ. Mức giá khá cao. Tuy nhiên đây là những cái mẫu xe không dành cho số đông. Nó là những mẫu xe mà sẽ hướng đến những người chơi đích thực, những người am hiểu đích thực và yêu dòng xe mini, mẫu xe nhỏ của Vương quốc Anh. Thương hiệu đến từ Anh Quốc. Như các bạn có thể thấy thì đời 2019 sẽ có cái màu cam này rất là đẹp luôn. Chiếc 5 cửa có màu xanh. Một số cái điểm mới trên Mini Coupe đời 2019 mình giới thiệu cho anh em. Đó chính là đầu tiên chính là cái cụm đèn pha này. Vẫn là kiểu tròn cắt vát quen thuộc của Mini. Nay nó được sử dụng công nghệ LED, thế hệ mới nhất của Mini luôn. Nhìn rất là đẹp, sang, rất là đẹp, bi LED. Bóng LED khá là to. Khi những cái thiết kế chrome kim loại bên trong cái cụm đèn pha cũng rất là đẹp, logo Mini tại đây. Tên gọi của cái cụm đèn pha này là cái gì mình không rõ lắm, thì neon nhiều gì không nhớ luôn. Lưới tản nhiệt thì vẫn là giống Mini quen thuộc của Mini thôi. Phiên bản Cooper S thì nó có cái hốc hút gió này, hốc hút gió làm mát cái khối động cơ phía dưới, logo Mini tại đây. Lưới tản nhiệt được sơn đen logo chữ S. Phiên bản là Cooper S. Những hốc này cũng được sơn đen, nhìn trông có thể thao hơn. Cụm đèn gầm và đèn sương mù phía trước vẫn đặt thấp ở đây, đèn tròn. Ôi, một cái màu sơn cam trông rất là nổi bật luôn. Bên trên nắp capo có hai cái sọc màu đen. Đây là chiếc 3 cửa. Đây là mâm mới, kích thước 17 inch, lốp 205/45. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chấu kép. Đĩa phanh khá là lớn, cùng phanh thì không có thương hiệu nào cả. Mình ngó xem lốp, thuộc thương hiệu gì nhỉ? Lốp thuộc Bridgestone. Không phải nhỉ? Không phải. Đây là Xin... À là lốp Pirelli. Lốp Pirelli. Đây là chiều ngang của chiếc Mini Coupe 3 cửa. Màu cam rất là đẹp. Các bạn có thấy cái đèn xi nhan này có chữ S luôn. Gương chiếu hậu sơn đen, cụm phanh vỏ gương sơn đen. Thiết kế vẫn là những cái thiết kế kiểu hộp diêm quen thuộc của Mini Coupe thôi. Phong cách hộp diêm. Chiếc 3 cửa trông nó nhỏ hơn, ngắn hơn chiếc 5 cửa một chút. Thì thiết kế hộp diêm trông rất là đẹp luôn, đặc trưng của Mini. Cái điểm mới tiếp theo chính là cụm đèn hậu này. Anh em có thể hình dung được ngay ra cụm đèn hậu của Vương quốc Anh, của cái liên hợp. Mình quên mất, tự nhiên mình quên mất cái gì mà có Anh, Iceland và cái gì gì đó.
mà mình gọi chung là Vương quốc Anh ấy, chứ không phải là England. Đây chính là cái cờ của cái liên hợp đó. Khi đạp phanh lên nó sáng lên rất là đẹp. Một trong những cái điểm mới rất đáng chú ý ở trên những chiếc Mini Coupe. Logo Coupe S ở đây làm từ kim loại. Ở đây thì cũng có một cái logo Mini sơn đen. Hệ thống ống xả. Hệ thống ống xả đặt chính giữa, và kép ở chính giữa. Động cơ là động cơ twin turbo của BMW, khá là mạnh anh em ạ. Chút nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em sau. Trông rất là đẹp luôn. Cái cản sau trong thiết kế cũng rất là đáng yêu. Có camera sau. Đây là phiên bản 5 cửa. Phiên bản 5 cửa sẽ có... Đó, phiên bản 5 cửa đây. Màu xanh dương rất là đẹp luôn. Đây là nắp bình xăng, thiết kế lộ ra làm từ kim loại, rất đẹp. À, chiếc nằm cửa. À, hai chiếc. Sau đây chúng ta sẽ đi khám phá khoang nội thất của chiếc Mini Coupe 2019. Và hiện tại thì tôi đang có mặt trong khoang cabin của chiếc Mini Coupe S phiên bản 4 cửa. Vừa rồi tôi có tìm hiểu được là chiếc Coupe S này có giá 2.049.000.000. Chiếc mui trần vừa về các bạn nhìn ở trên ở ngoài kia có giá cao hơn 2.100.000.000 rồi đó, mình không nhớ lắm, khá là cao. Đăng ký xong cho chiếc này biển Hà Nội có phải 2.300.000-2.400.000, khá là đắt. Và quay trở lại với khoang cabin, thiết kế thì không có nhiều điểm thay đổi so với Mini Coupe S đời cũ. Như các bạn đã thấy, đây là cái màn hình cảm ứng 6.5 inch, có hiển thị camera lùi. Cái điểm mới bên trong cái khoang nội thất này chính là cái đèn viền nội thất. Và tại đây thì có cái cờ Anh, anh em có thấy có cái cờ Anh ở đây, cờ Vương quốc Anh giống như cái cụm đèn hậu ấy. Nó có thể đổi màu. Đó, mình đang cho nó đổi màu, các bạn đã thấy nó có thể đổi màu khá là thú vị luôn. Nút khởi động start stop and begin với những cái kiểu gãy này, và những cái nút khác ở bên cạnh, thiết kế như kiểu những cái bàn phím đàn piano ấy, trông rất là đẹp luôn, trông rất là thú vị. Còn đây là điều chỉnh lượng gió, điều chỉnh nhiệt độ, cái đồng hồ tròn mình trông khá là hay. Thực ra màn hình nó chỉ có bằng này thôi, 6.5 inch, nó chỉ nằm trong khu này. Và cái vô lăng bọc da. Nội thất ghế ngồi cũng được bọc da kết hợp với da lộn, có đệm bắp đùi. Tuy nhiên toàn bộ ghế ngồi là chỉnh cơ hết anh em ạ. Hệ thống loa thì khá nhiều. Điểm mới tiếp theo chính là cái cần số đây. Cái cần số ngày trước là kiểu tròn tròn, củ tròn tròn, trông hơi thô. Tuy nhiên khi trên cái đời mới này nó thực dạng điện tử hết rồi, giống như những mẫu xe BMW ấy. Trông thiết kế hiện đại và đẹp hơn. Đây là cụm nút điều chỉnh media và các cái phím bấm. Nó lại cháy đi nhỉ. Anh em nhìn hơi cháy đi. Vô lăng của anh em tích hợp khá là nhiều phím chức năng, cũng có lấy chuyển số với sau vô lăng, trông có vẻ hơi bé. Bọc da ba chấu, cũng có một cái cờ Anh ở đây này, cờ Vương quốc Anh đây. Cũng đồng hồ phía sau là một cái đồng hồ tròn lớn và một cái đồng hồ nửa hình tròn. Bên cạnh là mức nhiên liệu. Thiết kế nó mất cân đối, trông nó không được tinh tế, không được đẹp lắm. Đây là những cái nút gạt để điều chỉnh đèn viền nội thất, điều chỉnh các màu khác nhau. Xe không có cửa sổ trời. Toàn bộ khoang cabin này anh em, 2.049.000.000 nha. Động cơ của chiếc xe này là động cơ 2.0 lít twin turbo của
BMW. Công suất là 192 mã và mô men xoắn là 280 Nm, một mẫu xe nhỏ tuy nhiên có động cơ rất là mạnh anh em ạ. 192 mã lực thì chạy chiếc này phê thôi rồi. Nó có chế độ sport, bô nghe rất là to. Đây là khoang sau khi hàng ghế thứ trước, hàng ghế trước đã được điều chỉnh hết cỡ lên rồi. Son mình ngồi trong xe nên nó cân bằng hơi cháy một chút. Khá là thoải mái, tuy nhiên khi người có một người ngồi lái trên thì nó sẽ không thoải mái đâu anh ạ. Xe nhỏ đi phố thế nên có rất nhiều khay để cốc, phía sau có một khay để cốc ở đây. Tại phía trên các bạn thấy cũng có khá là nhiều khay để cốc ở chỗ cần số. Một cái khay để cốc ở bên dưới bệ thủy tay thích hợp cả loa luôn anh em nhé. Khá là thú vị đấy. Phía sau cũng có một loa to, một loa bé. Thiết kế rất là mignon, thiết kế đẹp. Đây sẽ là một mẫu xe chơi dành cho những vị khách nhiều xe, đại gia và cá tính, đặc biệt là nữ. Còn đối với mình thì không biết bao giờ mới sở hữu được chiếc này. Anh em nếu mà sở hữu được chiếc này, cố gắng cho mình mượn để mình review phát cho chất. Anh em có xe gì, gia đình có xe gì mà độc khủng, có thể cho mình mượn review cũng rất là hay. Mình sẽ hứa trả cho một bộ ảnh tuyệt tuyệt đẹp luôn. Cái này có lẽ là chỉnh ghế, chỉnh bơm ghế. Không có nhiều cái gì đặc biệt anh em ạ. Tuy nhiên xe anh mà và cá tính mà, thế nên mức giá 2.049.000.000 chưa bao gồm đăng ký sẽ là giá thách cưới của em nó. Và có lẽ mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video review lần sau. Chúc anh em 2019 may mắn thành công và ai chưa có gấu thì sẽ có gấu. Như mình chưa có gấu, hy vọng năm này sẽ có gấu. Và xin chào anh em nhé. Anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.